Hello, xin chào các bạn. Thì như các bạn cũng đã biết, Unikey là một phần mềm hỗ trợ người dùng gõ tiếng Việt có dấu trên máy tính như là PC, laptop rất là thông dụng. Và đôi khi trong quá trình sử dụng, các bạn sẽ gặp phải một số lỗi không mong muốn. Thì ở video này, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu tất tần tật về phần mềm Unikey này nha. Thì đầu tiên, như các bạn thấy, đây chính là giao diện của phần mềm. Và thường theo mặc định, khi cài đặt thì phần mềm này sẽ tự khởi động cùng Windows. Và khi các bạn mở máy lên thì nó sẽ hiển thị ra cái giao diện như thế này. Thì với tính năng này của Unikey, nhiều khi sẽ làm cho các bạn cảm thấy rườm rà và mất thời gian khi mỗi lần các bạn khởi động máy lên là các bạn lại phải tắt cái bảng này đi. Thì để khắc phục được điều này, các bạn hãy nhấn vào cái nút mở rộng này cho mình. Các bạn để ý ở cái phần hệ thống này thì nó sẽ có lựa chọn là các bạn bật hội thoại này khi khởi động cùng Windows thì mặc định nó sẽ tích sẵn ở đây. Mình khuyên các bạn nên bỏ tích ở cái phần bật hội thoại này khi khởi động đi. Thì để khi các bạn mở máy lên á, nó sẽ vẫn khởi động cùng Windows, các bạn vẫn sử dụng nó bình thường nhưng mà nó sẽ không hiện ra cái bảng giao diện như thế này thì đỡ mất thời gian khi các bạn cứ lần nào mở máy cũng phải tắt nó đi ha. Thì sau khi các bạn đã bỏ tích ở cái phần là bật hội thoại này khi khởi động thì các bạn hãy nhấn vào đóng để lưu lại nhé. Như vậy là lần tới khi các bạn khởi động máy lên là nó sẽ vào giao diện chính như thế này và nó sẽ không hiển thị lên cái giao diện Unikey mà các bạn phải tắt đi nữa. Tiếp theo là nếu máy tính của các bạn đã có Unikey nhưng các bạn lại không thể gõ được tiếng Việt có dấu thì rất có thể là do bạn đang thiết lập sai chế độ gõ hay đơn giản là bạn chưa bật nó lên mà thôi. Thì để kiểm tra, các bạn hãy làm theo mình ha. Các bạn hãy mở nó lên này. Thì đầu tiên á, các bạn hãy nhìn ở đây này, nó có cái bảng mã này thì mặc định nó sẽ là Unicode và kiểu gõ sẽ là Telex ha. Thì cái kiểu gõ và cái bảng mã này là thông dụng nhất và mọi người hay để vậy sử dụng ha. Nó dễ dàng và thuận tiện. Nếu các bạn thiết lập sai, ví dụ đây các bạn chọn qua VNE này mà trong khi các bạn hay gõ theo kiểu Telex. Đây ví dụ để mình làm ví dụ cho các bạn hiểu luôn. Ví dụ nha, mặc định nó là Telex và Unicode này. Thì khi mình gõ trên Word này, mình gõ hai chữ O là thành một chữ O đúng không các bạn? Đó, thường các bạn gõ theo kiểu này đúng không? Nhưng mà khi các bạn chỉnh ở trong cái phần này là qua chế độ kiểu gõ khác đi chẳng hạn. Rồi các bạn nhấn đóng để lưu lại đi. Ví dụ vậy đi. Rồi các bạn vào trong Word. Khi các bạn nhấn hai chữ O nó sẽ không ra chữ O nữa mà nó sẽ ra hai chữ O ha. Vì cái kiểu gõ VNE này á thì các bạn gõ theo kiểu các bạn nhấn một chữ O này với số 6 thì nó mới ra được chữ O. Đó, mình làm vậy cho các bạn dễ hình dung và hiểu ha. Thì ở đây các bạn phải tùy chỉnh nó đúng theo kiểu gõ mà các bạn hay sử dụng nhé. Nếu mà các bạn gõ theo kiểu VNE thì các bạn chỉnh là VNE mà các bạn gõ theo Telex thì các bạn phải chỉnh về Telex ha. Còn các bạn chọn sai kiểu gõ là sẽ dẫn đến nguyên nhân là các bạn không thể gõ được tiếng Việt theo ý các bạn ha. Rồi tiếp theo thì mình để ý có một lỗi nữa mà các bạn cũng rất hay gặp phải. Đó là khi các bạn, ví dụ mình đóng nó xuống đi. Đây nha, ví dụ các bạn bấm nhầm ở trên bàn phím hoặc là các bạn bấm vào cái chữ V này mà nó là chữ E nha các bạn. Thì khi này các bạn cũng không gõ được tiếng Việt nhé. Các bạn phải tích vào cho nó chuyển qua là chữ V thì các bạn mới gõ được tiếng Việt, còn nó đang là chữ E này là không gõ được ha các bạn ha. Thì ở trên bàn phím nó cũng có một số phím tắt tắt mở cái chức năng này và nhiều khi các bạn nhấn nhầm vô á, thành ra các bạn cũng không gõ được tiếng Việt có dấu nhá. Ví dụ đây nha, mình không dùng chuột đâu mà mình sẽ dùng phím tắt trên bàn phím này. Đó, khi các bạn bấm phím tắt á, các bạn vô tình đè vô thì nó tự động chuyển cái chế độ này, nó dẫn đến việc là các bạn không thể gõ được tiếng Việt ha. Thì các bạn hãy nhớ khi các bạn bị vậy thì các bạn hãy chuyển nó về chữ V ha. Đó là các bạn gõ được bình thường thôi. À, còn một lưu ý nữa, nếu các bạn muốn mở giao diện Unikey nhưng các bạn lại không tìm thấy nó dưới cái phần thanh tắc bắc. Ví dụ như thế này ha. Ví dụ đây. Đó, các bạn muốn mở Unikey lên, mở cái giao diện của nó lên để các bạn kiểm tra xem mình thiết lập đúng hay chưa, hay là các bạn đơn giản là muốn tắt mở cái tính năng của nó, nhưng mà các bạn nhìn xuống cái vị trí thông thường nó nằm ở dưới góc màn hình này, các bạn lại không thấy á, thì các bạn hãy nhấn vào phím mũi tên cho mình.
thì nó bị ẩn trên này ha. Các bạn chỉ cần kéo nó xuống thôi, đó là nó sẽ hiển thị ra bình thường. Cũng có thể một nguyên nhân nữa là nó không bị ẩn ở trên này, ví dụ nó không phải bị ẩn ở đây mà nó bị mất đi luôn, thì có nghĩa là nó đã bị tắt hoàn toàn rồi nha các bạn. Ví dụ ở trên này này, các bạn nhấn vào kết thúc chẳng hạn, đó thì các bạn tìm sẽ không thấy ha. Ở đây không còn và ở đây không còn. Khi đó các bạn phải tìm những cái icon ở trên màn hình của các bạn này. Các bạn sẽ thấy biểu tượng Unicode này, các bạn tích vô, các bạn mở nó lại, đó thì nó mới xuất hiện. Hoặc là khi các bạn chẳng hạn như các bạn này, các bạn nhấn chuột phải này, các bạn nhấn kết thúc này, đó là các bạn tìm ở đây cũng sẽ không thấy nữa. Thì các bạn phải ra ngoài màn hình ha, các bạn tìm cho mình cái biểu tượng, cái icon của cái phần mềm Unicode, các bạn tích vào để mở nó lên. Đó, khi đó nó sẽ xuất hiện lại bình thường nhé. Và nếu giả dụ như trường hợp á, là các bạn tìm ở đây không thấy này, đó, các bạn không thấy Unicode và ở ngoài màn hình này các bạn cũng thấy không thấy có luôn. Ví dụ đây mình làm cho các bạn thấy luôn. Đó là nó mất luôn. Là ở đây các bạn tìm không thấy, ở ngoài này các bạn không thấy. Thì nguyên nhân có thể là do các bạn đã nhấn kết thúc, hoặc là các bạn xóa cái icon, xóa nhầm cái icon, cái biểu tượng ở trên cái màn hình này rồi, nên các bạn tìm không thấy. Trong khi các bạn chắc chắn là các bạn đã cài Unicode ở trên máy của các bạn, các máy các bạn đã có Unicode. Thì các bạn hãy bình tĩnh ha, các bạn chỉ cần vào trong thư mục cài đặt Unicode và các bạn lấy nó ra thôi. Thì các bạn hãy vào ZBC này, MyComputer này, các bạn vào ổ C này, các bạn vào Program File này. Các bạn tìm đến mục là Unicode ha, đây, thư mục Unicode này, các bạn tích vô. Thì đây chính là cái icon này, thì các bạn chỉ cần tích nó vô là nó sẽ hiển thị ra đây bình thường thôi. Nhưng mà nó sẽ hiển thị ra đây, như ở ngoài này thì các bạn vẫn không thấy nhá. Thì để mà đưa được cái biểu tượng này ra ngoài màn hình desktop như thông thường á, các bạn nhấn chuột phải này, các bạn nhấn Send to cho mình, các bạn chọn desktop. Là cái biểu tượng Unicode nó sẽ xuất hiện lại ở ngoài này ha. Và đây cũng có bình thường. Và sau tất cả, nếu các bạn vẫn chưa gõ được tiếng Việt có dấu, thì các bạn hãy lên mạng và tải một bản Unicode mới nhất về. Sau đó hãy cài đặt mới lại từ đầu và sử dụng. Thì mình có một cái video hướng dẫn tải Unicode, mình sẽ để ở cuối video này và trong phần mô tả. Các bạn có thể xem qua nếu thấy cần nhé. Thì video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ nhấn like video và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình và theo dõi những video tiếp theo. Xin chào các bạn.